Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2024. Em mến chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Quay trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và tổng hợp những thông tin chi tiết gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình và chia sẻ chi tiết hơn về cái show ngày hôm qua. Cô chú anh chị cũng biết ngày hôm qua là ngày 16, tại quán cà phê của bộ show Hy Lê có một cái chương trình giao lưu gặp gỡ với chủ đề là chuyện ba người, có sự tham gia và góp mặt của rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Với cái giá vé chỉ có 250.000 thôi cô chú anh chị, chương trình diễn ra rất là tuyệt vời luôn y như rằng chị ni nói một câu với lại ca sĩ ngọc liên là mời chị ni lên hát thì ngày mai sẽ thấy cái cảnh và cũng như sẽ biết <laughs> cái câu nói y như rằng luôn cô chú anh chị cái tụi ve uh, yeah, con những cái tụi sồi thúi nó bắt đầu nó soi và nó nói nó so sánh mặc dù cái chương trình chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp và cũng như là cái vé bán ra đó là thành công ngoài mong đợi luôn nhưng mà à, tụi nó vẫn cố tình không hiểu và cũng như là lấp liếm người ta thường nói á là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo cái môi không dành méo mó tứ tung đó cô chú anh chị thì cái tụi da con sồi thúi nó bắt đầu tấn công ha nó so sánh giữa chị ni và con heo à nó so sánh chị ni với con heo nhưng mà con heo nó đâu có cửa đâu cô chú anh chị không có cửa gì hết nha đó thì ngày hôm qua thì chị ni cũng có lên chia sẻ và cũng như giao lưu với mọi người à, tay bắt mặt mừng với vợ chồng anh lê minh và cũng như là hát hay cả nhà chỉ là giao lưu thôi hát cùng với lại ca sĩ Ngọc Liên hát cùng với lại chị Hồng Loan anh Lê Minh cũng lên hát với chị Hồng Loan mặc dù à, cái 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 bài hát nó không được trôi chảy không được suôn sẻ khi chị Ni hát khi anh Lê Minh hát nhưng đó là tình cảm của anh chị dành cho cô chú anh chị và các bạn mình chỉ cần à, chị Ni và anh Lê, anh Lê, Minh đứng trên sân khấu và cũng như là trò chuyện tâm sự với khán giả thì mọi người cũng thấy vui và hạnh phúc rồi ai cũng vỗ tay khen ngợi không có một cái điều nào mà người ta trách móc hết quý cô chú anh chị ngày hôm qua đó trên đường like của bộ show Huy Lê trên cái kênh Huy Lê Official đó thì cũng có rất là nhiều con da những chất sồi thúi vào tấn công công kích bảo rằng âm thanh dở âm thanh không hay âm thanh bị rè thì cô chú anh chị em chia sẻ đến cả nhà mình như thế này nè nếu ai mà ngày hôm qua trực tiếp coi chương trình ca nhạc giao lưu gặp gỡ với chủ đề là chuyện ba người ngày hôm qua đó cô chú anh chị mình để lại comment giúp em ha chương trình có hay không nhạc có ổn không cô chú anh chị và nước uống có ngon hay không ghế ngồi thì chúng ta như thế nào nhưng mà ghế ngồi thì chắc chắn là em không có đảm bảo là thoải mái rồi cô chú anh chị tại vì đó là quán cà phê ghế ngồi thì chắc chắn là nó sẽ hơi, hơi hẹp một chút xíu nhưng mà vì yêu thương thì cô chú anh chị mình có thể cái lỗi nhỏ đó thì có thể bỏ qua là chuyện bình thường đúng không cả nhà không sao hết cô chú anh chị mình để lại comment giúp cho em hả cả nhà để cho những cái con da con những trái sồi thúi nó biết được và nó hiểu được và nó nó thông minh cái não nó ra cô chú anh chị nó vô nó công kích nó bảo rằng là âm thanh nó bị rè âm thanh nó không hay nhiều khi nó xem qua cái like trên cái điện thoại của chú anh chị mình biết không ạ nhạc đó nó vang lên thì bắt đầu nó mới thu vào cái điện thoại điện thoại thì bắt đầu phát ra cho cô chú anh chị mình xem thì cái âm thanh nó bị giảm chất lượng đi một phần nào của cô chú anh chị còn ai những ai mà ở trực tiếp đó xem chương trình đó, giao lưu đó thì cô chú anh chị mới thấy được là âm thanh rất là tuyệt vời rất là hay hay cả nhà hôm nay á, thì em muốn chia sẻ tất tần tật hết những cái gì mà em thấy tai nghe mắt thấy nha cả nhà chị ni vừa đến thôi thì cô chú anh chị biết không ạ à? khán giả uh, hô to Hồng Ni mãi đỉnh, Hồng Ni mãi đỉnh, ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan. Điều đó là chúng ta cần phải ghi nhận. Ai cũng yêu thương, ai cũng ủng hộ hết chân á. Chị Ni thì thôi như thôi rồi luôn cô chú anh chị. Chụp hình mệt xỉu luôn. À, khán giả yêu thương, ủng hộ, quay, quay, kính luôn. Và chụp hình với Hồng Ni, Hồng Loan. Bên cạnh đó thì cũng có má tư nữa cô chú anh chị. Má tư đến ủng hộ à, đứa con gái à, của chi kỷ mình. Đó hát rất là hay vào đêm hôm qua nha. Và cuối chương trình thì à, cô chú anh chị mình cũng biết là có anh Linh Tý xuất hiện lịch à, pha trò của chú anh chị và cũng như là có góp vui với chương trình đó là cái bài người hai mặt trên cả tuyệt vời luôn cô chú anh chị anh Lê Minh thì từ Phan Rang đi cùng với vợ mình chạy trên một chiếc xe 7 chỗ chiếc xe hiệu Ford, à, nhãn hiệu Ford tên là em nhớ là F Forer gì đó cả nhà xe đó hai cầu à, chạy rất là mạnh ha từ Phan Rang à, chạy lên Thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ à, mấy anh chị em trong tem không quay xe nha cả nhà <laughs> rất là vui luôn và có đem theo là một ít bánh trưng cũng như là chao để tặng cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn ăn bánh trưng và chao đó là cái tấm lòng của một cô việt kiều của một chị việt kiều nào ở bên nước ngoài á cô chú anh chị 50 phần hay một trăm phần gì đó thì em quên mất tiêu rồi nhưng mà em thấy có rất là nhiều ha có cô chú anh chị mình nhận được có cô chú anh chị nhận không được thì cũng thông cảm nha tại vì số lượng có hạn mong là cả nhà mình quan hỷ À, bỏ qua cho cái vấn đề đó nha cả nhà. À, chứ không phải là đem tất cả ai cũng có quà mà là ai đến trước thì nhận quà, ai đến sau thì hết quà thì cô chú anh chị mình thông cảm về vấn đề đó nha cả nhà ơi. Đó và một điều nữa em muốn chia sẻ đến cả nhà mình ngày hôm qua cô chú anh chị mình thấy chị Ni không cả nhà, chị Ni đeo một cái mắt kính đó, có cổng dây hết cả nhà. Trời ơi cái mắt kính đó chị Ni có livestream với lại chị Meo Meo đi mua cả nhà cái mắt kính đó em nghe nói là 50 cũ đó nha không ít đâu nha cả nhà và trên cổ chị ni có một cái um, Cái cọng dây chuyền mà nó giống như những cái mắt xích nói lại với nhau đó thì cũng hơi to nha cả nhà nói chung á, là ai nói chị ni nghèo ai nói chị ni không có tiền uh, ở đậu ở thuê ở ké ở nhờ gì đó uh, không có nhà cửa uh, ở tùm lum hết trơn ở gầm cầu gì các kiểu tùm lum nó nói đủ điều hết trơn cả nhà nhưng mà uh, hôm qua thì em phát hiện chị ni đi đến uh, để ủng hộ chị loan và cũng như là có giao lưu với mọi người lên sân khấu giao lưu với mọi người thì có một à, em thấy phát hiện là mới bước xuống xe thôi là em thấy chị này đeo cái mắt kính là tới trị giá là 50 cũ rồi cô chú anh chị mình thấy ghê chưa luật sư Tiết Ngọc có chia sẻ một bài viết như thế này nè đã tính nay về kịp sẽ đến với mớm Hồng Loan và Ni để nghe hát chuyện ba người và tụi chị đang đi công tác về không kịp mong chúc chương trình thành công như ý nè ngày 16 tháng 10 năm 2024 đó cô chú anh chị cả nhà mình cũng biết đó, là luật sư là một cái nghề mà gọi là đi đây đi đó để bảo vệ cho thân chủ của mình và công việc khá là gọi là đau đầu luôn đi khắp nơi à, đi khắp nơi chỗ nào cần tới luật sư thì luật sư có mặt và để uh, bảo vệ cho thân chủ của mình nên đã về không kịp nếu mà đáng lẽ là về kịp thì ngày hôm qua chúng ta sẽ gặp luật sư tiết ngọc luật sư trọng ăn một lần nữa rồi đúng không cả nhà thật sự rất là tiếc nhưng mà thôi à, hẹn luật sư tiết ngọc và luật sư trọng ăn ở một cái chương trình tiếp theo ở quán bầu xô hy lê nha cả nhà ở một cái chương trình mà là đầy ý nghĩa và rất là hay rất là vui luôn đó và sẵn đây thì em cũng chia sẻ cho cả nhà mình một cái thông tin như thế này phía bên sồi thúi về con nó có nói chị ni á nó soi chị ni cả nhà y như rằng luôn Y như rằng là chị Ni nói đâu là chúng đó luôn Nó soi như thế này nè Thật là ăn thật thà thì ăn cháo Mà kẻ láo thì ăn cơm <laughs> Nay con cướp chuyển mình thành ca sĩ Trưởng giả học làm sang Mà không thấy sang Càng làm càng thấy phèn và lố lăng Nó nói á, là chị Ni Là bỏ tiền ra mướn ca sĩ Bỏ tiền ra mướn trang sức Trang phục để gọi là Làm màu đó, Làm màu cho cô chú anh chị mình à, Xem cho cô chú anh chị Trời ơi cô chú anh chị ơi cả nhà mình cũng biết là chị Ni như thế nào và chị Ni là ai và chị Ni có tiền hay không giàu hay là nghèo đại gia thì ai không dám dám nhận đại gia đâu em thường có một cái câu như thế này núi cao thì còn có núi cao hơn đó chứ mình đừng có tưởng là mình hôm nay là mình giàu ngày mai chưa chắc cái người nghèo đã nghèo hơn mình đâu biết đâu người ta lại còn giàu hơn mình nên mình đừng có quá ngông cuồng nên chị này lúc nào cũng có một cái tính khiêm tốn là không có tự nhận mình giàu nữa cả nhà ai nói gì nói chị đi cứ làm những cái việc mà chị đi thấy cho là đúng và à, tự mọi người tự cô chú anh chị mình cảm nhận và nhận xét thôi nhưng mà tụi dê con và sầu thối nó có tấn công và công kích nó cho rằng là chị đi cái show hôm qua là chị đi mướn người à, thuê người thuê ca sĩ là do tất cả đều là chị ni làm hết <laughs> để một lát nữa em gặp bầu xô hy lê em chia sẻ gặp ảnh chia sẻ coi ảnh nói gì nha cả nhà <laughs> và cô chú anh chị nào mà mình muốn cái chương trình đó và muốn tại quán bộ sô Hy lê mà diễn ra nhiều show hơn nữa thì cô chú anh chị mình để lại comment nha cả nhà để em có thể tổng hợp ý kiến và đọc được cái những cái comment của cô chú anh chị mình và chia sẻ lại cho bộ sô Hy lê nếu được thì có thể tổ chức nhiều hơn để gửi tặng và cũng như là uh, cho cô chú anh chị mình có một cái uh, nơi để tham gia giao lưu gặp gỡ cùng với lại nhiều ca sĩ nghệ sĩ hơn nữa nha yeah. mình chỉ như vậy thôi chứ không phải như là thứ hai đâu cả nhà cái chương trình mini show của thứ hai cả nhà mình còn nhớ không lên tặng iphone rồi các kiểu ha nữa nếu mà chúng ta mà so sánh giữa hai cái chương trình của bầu show hy lê và cũng như là chương trình của heo tây xanh bên thứ hai bên kia đó thì hầu như là nó khác xa một trời một vực luôn cô chú anh chị một bên đó thì vé 250 k có một phần nước ghế ngồi thì thoải mái, không gian thì đẹp, à, có nhiều khung cảnh để chúng ta check in chụp hình và cũng như là phun khói phun sương liên tục suốt chương trình. đó âm thanh thì ok la luôn cô chú anh chị, âm thanh rất là ok nha và có sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi nào là ca sĩ hải ngoại, nào là ca sĩ gạo cội, nào là á quân tuyệt đỉnh sông ca gì cô chú anh chị và bên cạnh còn gặp được con gái của cô nghệ sĩ ưu tú vũ linh nữa, gặp được hồng ni nữa, thần tưởng của cô chú anh chị mình nữa rồi ai nữa cô chú anh chị gặp được là vợ chồng anh lê minh đó từ ở phan rang vào nữa trời ơi nghe cái tin này á, mà làm thám tử bóng lù nghe tức tức điên người lên luôn cô chú anh chị em còn nhớ đó là anh lê minh với lại thám tử bóng lù có hẹn nhau gì tại sài gòn gì đó, đó hay là có ai đó hẹn với anh Lê Minh ở Sài Gòn của chú anh chị nhưng mà em chưa thấy ai xuất hiện hết trơn chỉ hẹn và chốt kèo trên cái đường like trên cái mạng xã hội thôi chứ chưa thấy ai xuất hiện hết. mà thấy anh Lê Minh là có xuất hiện ở quán cà phê tối hôm qua ngồi xem chương trình mà thầm phải nói là vui rất là vui luôn đó còn phía bên kia thì sao phía bên cửa hai thì sao cô chú anh chị vé hai cụ rử nha vé hai cụ rử à, vé hai cụ rử mà hát ở phòng trà thì cô chú anh chị mình nghĩ nè một người nghệ sĩ ưu tối không có à, đạo đức à không có đạo đức ha quay xe nè hát chặt bạc đạn chặt nhịp quên lời và còn hát nhép nữa cô chú anh chị ôi tứ lung tung luôn cô chú anh chị ơi à, hai cụ rưỡi nha gấp 10 lần bên đây bên đây chỉ có hai trăm rưỡi thôi mà đưa cô chú anh chị mình đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác luôn rất là hay mở màn là cô chú anh chị mình thấy là vui rồi đó rồi kết thúc chương trình là cũng thấy vui với lại một cái bài hát của anh Linh Tý là người hai mặt nữa cả nhà. À, bên kia thì sao? Bên kia thì lên tặng điện thoại đồ các kiểu ha, thứ hai được tặng điện thoại rồi. Còn bên đây thì anh Linh Tý cũng có tặng một số chậu hoa, <laughs> một số chậu cây và cũng như là cái điện thoại của mấy anh Lai Chim anh Tý tặng luôn. Nó tặng cho chị Hồng Loan luôn. Nói chung là cây nhà lá vườn có gì tặng đó vui thôi cả nhà. Chủ yếu là pha trò vui và hài hước gửi đến quý cô chú anh chị mình thôi. Chứ cô chú anh chị mình cũng thấy rồi, xem qua livestream thì chương trình rất là thành công nha, rất là thành công luôn. Thì vậy mà tụi sòi bên kia nó lại em um, tấn công và cũng như là chỉ trích và soi mối y như rằng nó soi mối cô chú anh chị. Và sau khi chương trình kết thúc đó, ngày hôm qua đó thì em có về là nửa đêm thì uh, khọt xèo. À, khọt xèo lên livestream bán nước hoa. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, chắc có lẽ là vì uh, à, vì cái gì đó người ta cũng không cam tâm à, không cam tâm nha cả nhà khọt xèo thì livestream bán nước hoa nước hoa mà khui ra xong xịt 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 lên người tự mình gọi là thử mùi với cả nhà mà lấy cái chai đó bán luôn em cũng chẳng hiểu như thế nào luôn bà khọt xèo này bà nghĩ sao mình bán hàng là mình phải có chai mẫu mình phải có chai mẫu còn không có chai mẫu thì tự nhiên cái khui ra khui hợp ra cái xịt xịt ngửi rất là thơm mùi này rất là sang trọng này kia nọ ở ai chốt đơn gì giá 700 800 gì đó cô chú anh chị nước hoa của bà là nước hoa gì không biết nữa mà 700 800 gì đó. Đó thì xịt xịt bà thử mà nó rất là thơm. À, bà, bà kêu gọi mọi người yêu thương ủng hộ và mua mua sản phẩm cho bà. Nhưng mà cái chai bà xịt rồi ai thì mua cô chú anh chị đã khui rồi ai ai dám mua không? Đó, em nếu mà em mua nước hoa hay là mua bất cứ cái gì thì phải là đồ mới. Phải là đồ mới, về thì mình mới có cảm giác là mình mua hàng mới. Còn đằng này khui ra xịt, xịt 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 xong, ai mà ai mà mua nữa cô chú anh chị. Đó, còn phía bên kia, vợ của thứ hai đó là phương mama thì nửa đêm lên live stream <laughs> nửa lên live stream thì đâu đó thì cũng được ngàn ngàn mốt ngàn hai người coi cô chú anh chị thì cái tụi sồi thúi của nó coi chứ ai coi lên để làm gì thì không biết em không coi em thấy thì cũng có có live stream nhớ em không có vào coi cô chú anh chị còn một nơi nữa à, còn một nơi nữa đó là ông sạc ông sạc ông cũng có like à, ông sạc cũng có like là cả gia đình cái tụi bên kia đội dê đó đi đám ma chắc về hôm qua hát đám tang của cô chú anh chị em thấy lướt lướt qua cái đường like thôi chứ em không có coi nhiều em không có rảnh đâu mà ngồi coi từ đầu tới đuôi cô chú anh chị em thì thấy ổng like cái đám tang đó thì đám tang đó là đám tang của ai thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi đúng không cả nhà chắc hôm qua nghe đi hát đám tang <laughs> trong khi hồng loan thì đi hát show chuyện ba người cùng với lại ca sĩ hải ngoại ca sĩ quốc đại ca sĩ quốc đại thì cô chú anh chị mình rồi cũng biết ha hát dòng nhạc bolero trữ tình và cũng như là dân ca rất là hay đã từng kết hợp với nhiều ca sĩ nghệ sĩ mà gạo cội nổi tiếng luôn cô chú anh chị đó hồng loan được cái sự may mắn là hát cùng với lại ca sĩ quốc đại em nhớ lần này là lần thứ hai lần trước là ở sân khấu chống đồng ở cả nhà sân khấu ca nhạc chống đồng ha thì lần trước anh ca sĩ quốc đại cũng hát chung với lại chị hồng loan song ca lần này cũng vậy lần trước thì anh ca sĩ quốc đại cũng có tự nhận mình là vào khi mà vào lời hát đó bị chặt nhịp hay gì đó cả nhà bị bị phô một chút xíu gì đó thì lần này cũng vậy lần này hát ở quán cà phê bồ xô hy lê thì ca sĩ quốc đại cũng tự nhận mình là bị vào chậm hay là vào trễ gì đó cô chú anh chị đó thì cả nhà mình thấy không ạ ca sĩ quốc đại rất là yêu thương và ủng hộ hồng loan là nâng đỡ hồng loan khi mà hát trên sân khấu phải nói là một người anh đáng kính à, đối với cô chú anh chị và các bạn mình như thế nào thì không biết đối với em thì em sẽ ủng hộ anh Quốc Đại kể từ bây giờ của chú anh chị trước kia là đã ủng hộ những cái sản phẩm anh nhạc âm nhạc của anh ta rồi thì bây giờ thì càng ủng hộ hơn những ai yêu thương ủng hộ Hồng Loan thì lúc này chắc có lẽ là em ủng hộ còn nhiều hơn của chú anh chị đó anh luôn nâng đỡ cho chị Hồng Loan lần thứ nhất thì ở sân khấu ca nhạc chống đồng lần này thì ở quán Bồ xô Huy Lê đó quán cà phê của Bồ xô Huy Lê thì hát rất là nhiều hôm qua thì ca sĩ Quốc Đại hát em nhớ đâu đó chắc ba bốn bài bốn năm bài ấy, hát mà gọi là đổ mồ hôi luôn cô chú anh chị hát rất là nhiều bài ha và chương trình ngày hôm qua là hát like không nha cô chú anh chị tất cả đều hát like hết hát thật hết không có hát chặt bạc đạn và cũng không có chặt nhịp cũng không có quên lời luôn cô chú anh chị hai trăm rưỡi thôi hai trăm rưỡi thôi mà trời ơi cô chú anh chị ơi được yêu thương yêu thương quá trời yêu thương luôn ê hề ê hề luôn cô chú anh chị yêu thương ê hề luôn còn bên thứ hai thì ra hai củ rưỡi em thấy nó tương quan lực lượng nó xa quá người ta bên kia cũng vì cái chữ tiền thì cô chú anh chị bên đây là vì tình cảm nha vì tình cảm thôi vì muốn gặp gỡ cùng với cô chú anh chị mình à, có nhiều khán giả nói như thế này nè mong muốn bầu sô huy lê một tháng ra hai lần ba lần như vậy để cô chú anh chị mình có một cái nơi để đi giao lưu gặp gỡ và cũng như là có một cái nơi để xem chương trình ca nhạc với cái giá cái cái giá vé thật sự là hời như vậy và có một ly nước nữa cô chú anh chị quá là tuyệt vời luôn. rồi ơi, ngày hôm qua em ấn tượng nhất là có cô chú từ uh, Củ Chi à, hai cô chú lớn tuổi rồi, hôm trước thì cũng có ghé quán Bò Hy Lê một lần. Cái chương trình mà chi ăn khán giả đó, một lần trước thì cô chú anh chị mình cũng đến sớm, lần này thì uh, hai cô chú đó cũng đến sớm vì cái ghế ở quán bầu sôi lê là không có số ghế và cũng như là không có giá vip và cũng như là không có số thứ tự ha nên ai đến sớm thì ngồi trước ai đến sau thì ngồi sau đó thì là như vậy đó cả nhà nên cô chú cô chú lớn tuổi nên cô chú tranh thủ từ củ chi mà cô chú đến sớm để ngồi được sớm nha cả nhà phải nói là yêu thương quá trời luôn mới tầm khoảng có bốn giờ mấy năm giờ là khán giả bắt đầu lai rai lai rai tới rồi cả nhà rồi vào ngồi và ổn định chỗ ngồi nè rồi sau đó gọi nước uống nè rồi có thể mua đồ ăn tới ăn được thoải mái luôn cả nhà phải nói là ai cũng phấn khởi sau khi cái uh, chương trình mà diễn ra đó ai cũng vỗ tay khen ngợi và yêu cầu chị loan hát nhiều bài hơn yêu cầu chị ni giao lưu nhiều hơn và cũng như là lê minh giao lưu nhiều hơn đó quá là tuyệt vời đúng không cả nhà bắt đầu ghe bên kia thì nó đập đồ nha cả nhà nó thấy hồng loan được yêu thương bắt đầu nó đập đồ cho thấy nè <laughs> Cô chú này nói về khứa hai như thế này nè. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn mình lắng nghe nha. Thằng khứa hai sau khi gắn răng phong thủy được và mắc những gì? Được thì chưa nói nha. Chỉ bàn về vấn đề mắc thôi nha. Mắc vị trí giám khảo chuông vàng vọng cổ. Mắc show của Gia Bảo, mắc Xô Đài Loan và Đại Hàn. Mắc Xô miền Tây, mắc tình yêu thương với đồng nghiệp. Mắc khán giả ở mini show. À, vừa rồi. Mắc tiền làm show, mắc tiếng tâm gầy dựng mấy chục năm nay mắt trí nhớ để hát quên lời, mắt thính giác để hát chặt nhịp, lạng quạng mắt luôn danh hiệu nghệ sĩ ưu tối nữa là chết mỡ. <laughs> à, mó cũng tại cái hàm răng phong thủy, nhưng đặc biệt không mắc một thứ, đó là tiền mua gạch đá xây lâu đài tình ớ với con mỏ hổm. vì gạch đá cộng đồng mạng tặng cả núi dư dùng, còn muốn chuyển bớt cho con da cắt biệt thự nữa kìa. <laughs> phải nói là chú đây á, là có những cái chia sẻ rất là hay cái được thì không thấy nha cả nhà nhưng mà cái mắt của khứa hai thì mắt hơi bị nhiều nha cả nhà mắt rất là nhiều sâu à, ngồi được cái ghế ban giám khảo của cái chương trình là chuông vàng vòng cổ nhưng mà cũng bị loại luôn thì cô chú anh chị mình hiểu rồi một người không có đạo đức thì ai mà cho làm chương trình đó đào tạo ra những cái học viên những cái thứ sinh uh, giống anh ta nữa thì coi như là không tốt cho xã hội nha cả nhà đó và wow coi như là bị mất trí nhớ nè quên lời chặt nhịp chặt bạc đạn rồi đó hát nhép rồi đó cũng tại cái hàm răng phong thủy <laughs> nói mà mắc cười luôn cô chú anh chị và cũng có thể là cũng một phần là do cái hàm răng một phần đó là do hử với hít nhiều quá của phương Mama đó phương ma cho hử với hít nhiều quá nên nó mới như vậy cả nhà cô chú anh chị mình thấy không giữa hai cái chương trình giữa hai cái show nó một trời một vực luôn cô chú anh chị nếu chúng ta mà chịu khó mà so sánh một chút xíu một bên là hai trăm rưỡi một bên là hai cựu rưỡi mà cô chú anh chị mình thấy không bên hai trăm rưỡi toàn là những ca sĩ được yêu thương và ủng hộ và cũng như là rất là hay chương trình được dàn uh, dựng rất là hay cả nhà và hát rất là ok luôn còn cái chương trình hai cựu rưỡi gì đâu mà trời ơi nghe gì đâu mà muốn nổi sải nghe mà muốn bệnh luôn cô chú anh chị hát chặt nhịp chặt bạc đạn, hát gì đâu mất bạn diễn phải nhắc lời à... <laughs> rồi đó là những gì mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình vào sáng hôm nay về cái chương trình show của tối hôm qua nó thì để em gặp bầu show huy lê có gì thì em sẽ cập nhật và chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình để cả nhà mình biết rõ hơn về chương trình ngày hôm qua và cũng như là để cho bộ show huy lê Nhận xét về cái show ngày hôm qua như thế nào nha cả nhà. Cô chú anh chị mình đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh của Tài 66 để cô chú anh chị mình có thể cập nhật được những thông tin mới nhất từ kênh của Tài nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.